Vâng, thưa quý vị, bây giờ là lúc mà Mạnh Thắng và Hồng Quyên cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tin tức đáng chú ý sẽ được đăng tải trên các số báo mới nhất ra ngày hôm nay. Và Cà Phê Ngày Mới thì cũng đã lựa chọn một số đầu báo với những nội dung rất đáng quan tâm để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Khi mà đọc lướt qua tất cả những cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong sáng ngày hôm nay, không biết là Hồng Quyên có để ý quan tâm nhất đến cái vấn đề nào? Với tôi thì tôi quan tâm nhất với vấn đề là về giá vé máy bay, bởi vì là tôi vẫn đang nung nấu là không biết là khi nào mình mới được về nhà. Nhưng mà bởi vì câu chuyện nó còn quá xa cho nên có lẽ việc đầu tiên là vẫn phải là về vấn đề dịch Covid-19, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm báo với bài viết đầu tiên chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị trên báo Tuổi Trẻ trang 13 số ra ngày hôm nay với một tít bài là dịch không thể cách ly học hành. Thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý xoay sở nhiều cách để các em có thể học, bởi giờ đã là thời đại 4.0 rồi, dịch cách ly người nhưng không thể cách ly học hành được. Đó là khẳng định của ông Hà Thanh Quốc Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo của tỉnh Quảng Nam trong việc tạo điều kiện học tập cho các học sinh vùng dịch đang bị kẹt lại tỉnh này. Cụ thể địa phương này đã có những phương án như thế nào giúp trẻ có thể tới trường trong năm học mới? Thì báo Tuổi Trẻ có chia sẻ trực tiếp như sau. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết là trong đợt dịch bùng phát và lan rộng tại các tỉnh thành, Quảng Nam có gần 1.000 học sinh theo cha mẹ về quê đã được làm thủ tục nhập học tạm. Tất cả đều được nhận vào những trường gần nhất để học dù có đầy đủ hồ sơ học bạ hay không. Ông Hà Thanh Quốc cho hay là từ trước dịch thì Sở Giáo dục Đào tạo đã có công văn gửi về các tỉnh cùng các địa phương để đề nghị kết nối và hỗ trợ để các em không bị lỡ việc học. Các thầy cô ở Quảng Nam cũng được giao nhiệm vụ kèm cặp giữ thông tin liên lạc với học sinh. Một kho tài liệu trực tuyến đầy đủ từ cấp 1 tới cấp 3 được mở trên mạng để thầy trò cùng lên lớp. Ông Quốc cho biết thêm, phía nhà trường đã tìm cách để giúp đỡ học sinh khó khăn về từ vùng dịch. Trong khả năng xoay sở của mỗi trường, các em sẽ được miễn giảm học phí, cấp học bổng, mua sắm quần áo và sách vở để an tâm tới trường. Vừa rồi là chúng ta cùng theo dõi câu chuyện về học đường phải bị cách ly trong mùa dịch. Có những em không thể được đến trường vì nhiều lý do. Còn có những người thì không thể về quê hương như tôi cũng vì lý do là phải cách ly ở lại để vì dịch, để nhằm đảm bảo an toàn cho vùng quê hương của mình. Và đó là một trong những thông tin mà tôi cũng vừa chia sẻ với anh Thắng mà tôi quan tâm nhất, đó là thông tin về giá vé máy bay. Thông tin này thì được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ở trang 8 với nhan đề là giá sàn vé máy bay, lời tuyên bố khắc nghiệt. Theo như phân tích của nhiều chuyên gia và các công ty lữ hành ở trong bài viết này cho biết rằng nhà nước thì chỉ nên can thiệp khi mà các dòng vé rẻ có những bộc lộ bất thường và giá bán thấp gây ra những xôn xao rắc rối và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp đó phá hỏng hình ảnh của các hãng hàng không, đem lại những trải nghiệm bất tiện cho khách hàng, rủi ro cao. Vì cái lúc này thì những chiếc vé giá rẻ bất thường kia đã ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, thiệt hại uy tín của cả ngành. Việc can thiệp của cơ quan quản lý là nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, định hướng cho thị trường có thể phát triển một cách lành mạnh. Và ngay lúc này, một bài toán về giá tốt là một yếu tố tiên quyết để có thể hồi phục thị trường. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành thì luôn được kêu gọi chào bán những tour giá tốt, nhưng mà trong một tour du lịch, giá vé hàng không đã chiếm tới 40-50% chi phí tour. Áp giá sàn thì làm sao mà giảm giá tour được? Dịch đã làm kiệt quệ tài chính của cả doanh nghiệp du lịch lữ hành lẫn người tiêu dùng. Ngay lúc này thì nhu cầu đi lại cũng chưa hồi phục, cả thị trường đang từng bước thận trọng tìm cách có thể kích cầu, khuyến khích khách lên đường. Song những nỗ lực như thế này lại đón nhận đề xuất áp giá sàn vé máy bay thì chẳng khác gì là chặn cơ hội tiếp nhận giá tour bán tốt của du khách. Vâng, thưa quý vị, tôi rất là thích cái tiết bài của báo Tuổi Trẻ, giá sàn vé máy bay lời tuyên bố khắc nghiệt. Thực sự là trong bối cảnh dịch bệnh đang làm kiệt quệ nền kinh tế của chúng ta, của rất nhiều các đơn vị, các doanh nghiệp, thì việc mà chúng ta đẩy cái giá sàn lên cao, chúng ta sẽ, nếu mà được thông qua thì cái cụm từ là giá vé không đồng sẽ không còn nữa. Và lúc đó thì những mức giá rẻ phù hợp với rất nhiều người để có thể sử dụng loại phương tiện hiện đại này. Rồi cũng như trong bài viết mà Hồng Quyên vừa chia sẻ, đó là những đơn vị tổ chức tour cũng có thể là tạo ra được những cái tour với mức giá hợp lý. Chúng ta chưa nói đến rẻ mà nói đến mức giá hợp lý dành cho mọi người.
Đặc biệt là trong 2 năm qua thì những ngành dịch vụ và du lịch đã bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản bởi đại dịch Covid-19. Thì chúng ta chỉ mong là khi mà dịch được kiểm soát thì chúng ta sẽ có cơ hội để quay trở lại được đi du lịch, và các công ty làm về du lịch cũng sẽ được sống, không còn phải thoi thóp nữa mà là được sống. Tuy nhiên với cái thông tin mà những cái mức giá sàn được đẩy lên cao như vậy thì thực sự nó sẽ rất là khó khăn với rất nhiều người. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một thực tế là trong quãng thời gian vừa rồi, khi mà dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ta thì rất nhiều người mất việc làm, đó là ở vai trò của người đi làm. Còn các chủ doanh nghiệp cũng sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng bởi những con số thống kê đã cho thấy là sau dịch thì thiếu hụt lao động ở các doanh nghiệp sẽ từ 35 đến 37%. Đây cũng là tít bài được chia sẻ trên báo Lao Động trang 5. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cụ thể bài viết này chia sẻ điều gì. Thưa quý vị, trao đổi với báo Lao Động thì ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết là thiếu nhân lực khi mở cửa kinh tế trở lại là một vấn đề hiện hữu đối với các doanh nghiệp, nhất là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây là một thách thức rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp khi mở cửa kinh tế trở lại, chưa có phương án thực sự tối ưu để tuyển lao động trong điều kiện mới. Sở dĩ chưa có phương án tối ưu là bởi hiện nay việc giãn cách ở mỗi địa phương là khác nhau, mỗi nơi thực hiện một kiểu, không có sự thống nhất xuyên suốt. Bên cạnh đó, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, nơi tập trung nhiều công ty dệt may quy mô lớn đã xảy ra tình trạng chuyển dịch lao động. Theo đó, hàng chục nghìn công nhân người lao động đã về quê, khả năng quay trở lại làm việc ở thời điểm này là rất khó. Không chỉ ngành dệt may, da giày bị tổn thương bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư và gặp khó khăn trong vấn đề tìm nguồn lao động, ngành kinh doanh thực phẩm cũng đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt lao động khi mở cửa kinh tế trở lại, và hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang loay hoay tìm hướng khắc phục. Chúng ta vừa thấy là đại dịch Covid-19 đã gây ra một trận ốm rất dài, thậm chí là gây suy kiệt cho những ngành như vừa kể tên, như là dệt may, da giày, rồi cả ngành thực phẩm, và trong lĩnh vực vận tải cũng như vậy. Bài viết sau đây thì sẽ miêu tả một phần nào đó để chúng ta có thể hình dung rằng trong lĩnh vực vận tải thì cũng dường như đã kiệt sức sau một trận ốm như thế này. Ở trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp trang 9 có nhan đề là Vận tải Quảng Nam kiệt sức. Cụ thể trong bài báo này chia sẻ, thực tế thì sau suốt một thời gian dài cầm cự về đại dịch Covid-19, vẫn chưa biết là điểm kết thúc của chiến dịch doanh nghiệp vận tải dần cạn kiệt cái nguồn kinh phí duy trì, không có khách và hàng vận chuyển, không có nguồn thu khiến cho doanh nghiệp ngành này đã rơi vào những cái vòng luẩn quẩn và không còn đường xoay sở. Nhiều doanh nghiệp đã chọn cách là bán rẻ, bán tháo đi các phương tiện trước nguy cơ phá sản. Doanh nghiệp vận tải không còn cách nào khác, chỉ mong chờ vào hỗ trợ. Ông Nguyễn Ngọc Châu, quyền chủ tịch của Hiệp hội Vận tải Quảng Nam có cho biết rằng, mặc dù doanh nghiệp đã kêu cứu và kiến nghị rất nhiều lần nhưng mà vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, thì Hiệp hội đã trình kiến nghị được tiêm vaccine cho lái xe suốt cả một thời gian dài thì cũng chưa được phê duyệt. Theo ông Châu, đặc thù của doanh nghiệp vận tải trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam hiện nay đó là vẫn còn kinh doanh theo kiểu hộ gia đình. Là trong đó nhiều doanh nghiệp không có hợp đồng lao động, bảo hiểm cho nên là không thể tiếp cận được các gói hỗ trợ. Do đó mà việc đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng gặp nhiều vướng mắc. Chính vì vậy mà cơ quan quản lý ở địa phương cần phải linh hoạt và thực sự là bám sát thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp mới có thể tìm ra được hướng giải quyết triệt để những khó khăn của các doanh nghiệp. Đó là câu chuyện được chia sẻ trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Còn sau đây thì anh Thắng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở báo Đại Đoàn Kết. Tôi thì vẫn muốn quay trở lại với câu chuyện của các doanh nghiệp vận tải, bởi vì là đặc thù công việc của tôi hàng ngày thì tiếp xúc với rất nhiều các anh em lái xe, với rất nhiều những cái doanh nghiệp vận tải, và thấy rằng trong đợt dịch vừa rồi thì có rất là nhiều những cái bất cập. Rất nhiều anh em lái xe cũng đã, nhiều doanh nghiệp vận tải đã kêu cứu đến lực lượng chức năng nhưng mà cũng chưa có những cái động thái cụ thể. Một cái ví dụ cụ thể như thế này thôi, ví dụ như là bây giờ nhà chị Hồng Quyên có những chiếc xe du lịch khoảng 25 hoặc là 45 chỗ đi, chúng ta khoảng độ 2-3 tháng nay rồi là không di chuyển được ở ngoài đường, bởi vì là đều phải gửi ở trong bãi, chúng ta mất tiền bến bãi này, chúng ta vẫn mất tiền bảo trì bảo dưỡng, ngoài ra có một cái huyền tiền nữa đó là tiền phí đường bộ. Mặc dù là 3 tháng không di chuyển nhưng mà với những cái phương tiện xe ô tô cá nhân dưới 9 chỗ ngồi thì mức phí nó cũng ở mức vừa phải. Nhưng với những cái phương tiện mà cái số ngồi nhiều hơn như những cái doanh nghiệp vận tải như chúng ta vừa kể trên ấy, thì cái tiền mà đóng phí đường bộ nó khá là cao. Rất nhiều doanh nghiệp cũng đã đưa ra những cái lời chia sẻ để nhờ hỗ trợ. Tất nhiên là không phải hỗ trợ trên toàn quốc mà sẽ căn cứ vào từng vùng, khi mà có những cái chỉ thị giãn cách thì chúng ta cũng cần xem xét để có thể là giảm
miễn phí cái mức phí đường bộ dành cho những cái doanh nghiệp hoặc những cá nhân mà đang có những loại hình kinh doanh vận tải như vậy. Tức là với những câu chuyện mà anh Thắng Mạnh Thắng chia sẻ, chúng ta thấy rằng là trong mỗi lĩnh vực, trong mỗi khía cạnh của đời sống thì đều có những cái bất cập liên quan tới đại dịch Covid-19. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta hay nghe tới những câu chuyện có những cánh lái xe bắt buộc họ sẽ phải dùng những cái giấy tờ giả để có thể mong là quay trở lại cuộc sống, bởi vì thực sự là đói quá, đúng không ạ? Vâng ạ, dạ. đó cũng là một cái điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau ở trong cái bài báo tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, có hàng trăm giấy đi đường, hàng trăm đường dây sản xuất mua bán giấy đi đường giả đã bị đánh sập. Cũng gần ấy vụ việc người sử dụng giấy tờ tài liệu giả bị phát hiện xử lý. Tuy nhiên là tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Và bài viết ở trên báo Đại Đoàn Kết trên trang 10 số ra ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin cụ thể hơn với một tít bài là vì sao giấy tờ giả vẫn còn đất sống. Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an nhận định, xã hội xính bằng cấp, nặng về thủ tục hành chính, đó chính là mảnh đất rất màu mỡ để loại tội phạm này phát triển. Nhiều khi trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, người ta không quá quan tâm đến thực chất năng lực của người dự tuyển mà lại xem hồ sơ bằng cấp giấy tờ có đầy đủ hay không, nên có cầu, ắt có cung. Những người ứng tuyển không có khả năng trang bị cho mình đầy đủ văn bằng chứng chỉ, họ sẽ cố gắng sắm sửa cho mình bằng cách đi mua. Nhiều câu hỏi đặt ra là phải chăng luật chưa có đủ sức răn đe? Trả lời câu hỏi này, nhiều luật sư cùng quan điểm, nguyên nhân là do việc xử lý các hành vi vi phạm nhiều khi đã không được thực hiện một cách quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả, dẫn đến tình trạng nhờn luật, không đảm bảo tính giáo dục và răn đe. Bên cạnh đó thì các quy định về pháp luật về lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế, không thống nhất, làm giảm hiệu quả của công tác thực thi pháp luật. Và thưa quý vị, và cũng liên quan tới vấn đề này thì ở trên trang 11 của báo Đại Đoàn Kết đã có bài viết với nhan đề là mạnh tay với những trường hợp làm và sử dụng giấy tờ giả, hay là mà bài viết rất đáng chú ý khác là giấy giả tù thật. Quý vị mà các bạn quan tâm thì có thể tìm đọc ở trên báo Đại Đoàn Kết ở trang 10 và trang 11 để có thể tiếp tục theo dòng sự kiện này. Và chúng ta cũng có thể thấy là đối với mùa Covid-19 hay cũng như là khi mà gặp cái khó thì người Việt Nam có một cái khả năng rất hay, đó là có khả năng linh động rất cao để phù hợp với tình hình thực tế. Như là chúng ta có thể nói tới câu chuyện trong giấy tờ giả vừa rồi nè. Rồi câu chuyện hay là trong mùa cúng rằm vừa qua thì quý vị biết không, có cả tất cả các loại vaccine, có cả khẩu trang, đầy đủ các biện pháp để có thể bảo vệ sức khỏe cho những người ở thế giới âm trước bị nhiễm Covid-19. Và đối với mùa trung thu năm nay thì hãy xem là cái sự linh động của mọi người như thế nào. Ở trên báo Pháp Luật Việt Nam ở trang 9 có một nhan đề, đó là mùa trung thu giãn cách. Mùa trung thu năm nay trên báo Pháp Luật chia sẻ rất đặc biệt. Đó là nhiều gia đình đã tự tổ chức những hoạt động vui chơi trung thu như là những tour học làm bánh tại gia, tour du lịch trung thu tại gia, hay là tìm hiểu kiến thức lịch sử văn hóa thông qua những trưng bày triển lãm online ở các bảo tàng. Điển hình là dù vắng khách nhưng mà hoạt động lễ hội sự kiện cho mùa trăng rằm cũng được ban quản lý Hoàng thành Thăng Long chuẩn bị đầy đủ, mang lại những trải nghiệm cho các gia đình không khí trung thu, dù cho có ở nhà giãn cách nhưng mà không hề buồn chán. Năm nay thì dịch vụ tổ chức sự kiện trung thu trực tuyến cũng hút một lượng quan tâm của nhiều đơn vị, với mức giá là 499.000 đồng đối với cá nhân và 2.990.000 đồng đối với doanh nghiệp. Và những người mà tham gia thì sẽ được trực tiếp giao lưu cùng với chị hàng chú cuội và tìm hiểu về các loại đồ chơi dân gian. Tại một số địa phương không áp dụng giãn cách xã hội, thay vì là vui chơi rước đèn thì nhiều đơn vị đã thay đổi chủ đề, chuyển sang hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình. Và đây là món quà trung thu quý giá, thể hiện được ý nghĩa cộng đồng và tình đồng bào cùng nhau san sẻ khó khăn vượt qua đại dịch. Vâng, thưa quý vị, trong khó khăn thì người Việt Nam của chúng ta luôn tìm cách để vượt khó. Chúng ta tìm ra được những cái khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh người thân ngay ở trong quãng thời gian khó khăn về đại dịch Covid-19. Và thông tin vừa rồi thì cũng xin được khép lại cho phần điểm báo ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ bằng cách này hay cách khác tự tạo ra niềm vui cho chính bản thân, những thành viên trong gia đình mình, khi mà những ngày trung thu đang đến gần rồi, còn khoảng 6 ngày nữa chị nhỉ? Dạ, còn khoảng 6 ngày nữa. Và nếu mà thích đếm một chút xíu cho gần thì là 5 ngày nữa thôi quý vị. Hy vọng là quý vị sẽ có một mùa trung thu như ý.